Thưa quý vị, thưa các bạn, dù nằm trong nhóm hàng được kỳ vọng sẽ được hưởng lợi nhiều nhất khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA chính thức có hiệu lực, nhưng quy tắc xuất xứ tiếp tục là rào cản đối với dệt may Việt Nam. Trong các thị trường nhập khẩu hàng dệt may Việt Nam, các nước châu Âu-EU được đánh giá là một trong những thị trường rộng lớn, đầy tiềm năng nhưng cũng rất khó tính. Năm 2016, Việt Nam đã xuất khẩu dệt may sang EU 3,5 tỷ đô la Mỹ. Do vậy, khi hiệp định EVFTA có hiệu lực vào đầu năm 2018 sẽ tạo cơ hội cho ngành dệt may Việt Nam mở rộng thị trường và phát triển nhanh hơn. Tuy nhiên, dệt may cũng là mặt hàng khá nhạy cảm với EU nên hiệp định này đưa ra quy tắc xuất xứ tương đối nghiêm ngặt. Các mặt hàng dệt may của Việt Nam phải đảm bảo quy chế chuyển đổi nguồn gốc xuất xứ kép. Cụ thể, để một mặt hàng dệt may Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế quan thì ít nhất hàng hóa đó phải được sản xuất tại Việt Nam. EU là một cái thị trường rất lớn và một cái thị trường có thể nói là đẳng cấp và khó tính. Cho nên là nếu chúng ta khai thác tốt cái thị trường này thì vừa tăng cái hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời vừa mở rộng được cái thị trường của chúng ta. Quy định xuất xứ của Hiệp định Thương mại Việt Nam EU là từ vải trở đi. Và cái sản xuất vải của Việt Nam là một trong những khâu yếu. Cho nên cái quy định xuất xứ để được hưởng cái thuế quan ưu đãi nó sẽ tạo ra một cái sức ép để dệt may Việt Nam tập trung vào tái cơ cấu ngành. Hầu hết doanh nghiệp dệt may đều có quy mô nhỏ và phát triển mất cân đối, tập trung quá lớn vào xuất khẩu, chiếm tới 85% năng lực của ngành. Chỉ tính riêng mặt hàng vải, doanh nghiệp trong nước đã phải nhập khẩu tới 86% để phục vụ sản xuất và xuất khẩu, trong khi chất lượng vải trong nước chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường xuất khẩu chính của dệt may. Vì vậy, tại hội thảo dệt may Việt Nam với quy tắc xuất xứ trong hiệp định EVFTA do Hiệp hội Dệt may Việt Nam phối hợp với dự án hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu, EU MUTRAP tổ chức, các chuyên gia đã cho biết để hưởng các ưu đãi, doanh nghiệp cần nắm chắc quy định đối với từng mặt hàng và lộ trình giảm thuế trong hiệp định. Quy tắc xuất xứ luôn luôn là yếu tố quan trọng nhất trong tất cả các FTA. Đây là công cụ để xác định hàng hóa nhập khẩu có được hưởng thuế quan ưu đãi hay không, giúp duy trì sự cân bằng hợp lý giữa thuận lợi hóa thương mại và phòng tránh gian lận thương mại, đo mức độ tận dụng ưu đãi từ các FTA của các nền kinh tế thành viên. Để đáp ứng yêu cầu về quy tắc xuất xứ của EVFTA, các sản phẩm xuất khẩu vào EU phải đáp ứng yêu cầu vải sản xuất tại Việt Nam hoặc từ một nước thứ ba đã có FTA với Việt Nam và EU. Sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA có hiệu lực, nếu chứng minh được nguồn gốc xuất xứ vải, doanh nghiệp sẽ không phải mất loại thuế này, nhờ vậy giá thành giảm hơn 10%. Mặc dù là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu khá nhiều mặt hàng sang thị trường EU, Tổng công ty May 10 vẫn mong muốn đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này. Sau khi tập trung nghiên cứu các nội dung trong EVFTA, May 10 xác định được nút thắt là ở khâu nguyên liệu vải. Hiện nay thì riêng đối với Tổng công ty May 10 chúng tôi, cái thị phần mà chúng tôi xuất khẩu vào châu Âu là chiếm khoảng 35-40% tổng cái doanh thu xuất khẩu. Với cái việc mà FTA giữa Việt Nam và 28 nước EU được thực thi và đang dự kiến là đầu năm 2018 sẽ mở ra cơ hội rất lớn để chúng tôi có thể tăng trưởng cái thị phần hoặc tăng trưởng cái sản lượng mà chúng tôi xuất khẩu vào thị trường EU. Vì sao? Vì với cái mức thuế hiện nay là khoảng 12% trên giá FOB thì cái việc mà hiệp định được ký kết, cái thuế nó sẽ một số chủng loại sẽ được giảm về không và một số chủng loại khác sẽ được giảm về không sau lộ trình từ 6 đến 7 năm thì sẽ là một cái cơ hội rất lớn cho các cái doanh nghiệp Việt Nam có thể xuất khẩu vào châu Âu với cái hưởng mức thuế ưu đãi như vậy. Khi Việt Nam tham gia Hiệp định Thương mại Tự do thế hệ mới EVFTA, thuế suất đối với hàng dệt may sẽ giảm dần về 0% trong khoảng 7 năm. Cùng với đó là những nội dung liên quan đến điều kiện lao động và môi trường. Các doanh nghiệp dệt may Việt Nam muốn được hưởng mức thuế ưu đãi phải vượt qua rào cản về quy tắc xuất xứ hàng hóa. Do đó, để hỗ trợ các doanh nghiệp, ngành dệt may đã và đang tích cực tuyên truyền, cung cấp thông tin về thị trường, lộ trình để các doanh nghiệp chuẩn bị.